vô địch giải hạng nhất, cúp quốc gia 2024-2025 được thưởng bao nhiêu? Theo ban tổ chức, đội vô địch giải hạng nhất và cúp quốc gia 2024-2025 sẽ nhận tiền thưởng bằng nhau là 2 tỷ đồng. Chiều ngày 12 tháng 9, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu giải hạng nhất quốc gia V-League 2 và cúp quốc gia 2024-2025. Đây là hai giải đấu quan trọng của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, chỉ sau giải vô địch quốc gia V-League 1. Giải hạng nhất quốc gia 2024-2025 dự kiến khởi tranh từ ngày 25 tháng 10, có 11 câu lạc bộ gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hòa Bình, Huế, Long An, Khánh Hòa, Phù Đổng Ninh Bình, PVSCANG, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Tư Bình Phước. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, sân nhà, sân khách, tính điểm xếp hạng. Đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương vàng, 2 tỷ đồng kèm vé thăng hạng V-League 1. Đội Á quân nhận huy chương bạc, 1 tỷ đồng và suất tham dự trận play-off tranh vé thăng hạng. Đội hạng 3 nhận huy chương đồng và 500 triệu đồng. Cúp quốc gia 2024-2025 có 14 câu lạc bộ V-League và 11 câu lạc bộ V-League 2 tham dự. Các đội thi đấu theo phương thức loại trực tiếp dựa trên kết quả bốc thăm. Giải dự kiến khởi tranh ngày 19 tháng 10. Câu lạc bộ vô địch cúp quốc gia nhận thưởng 2 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng chuyên môn, hình ảnh cho giải đấu, VPF sẽ tiếp tục triển khai, áp dụng công nghệ VAR tại một số vòng đấu, trận đấu quan trọng của cúp quốc gia. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.